Hello anh em nha, chuyện là như vậy thì mình đang ngủ tự nhiên hai ông thần này ghé store nhà mình. Cái hỏi mua 65, mà 65 giờ ở đâu ra cha nội? Còn chiếc này mà chưa dọn mới về luôn. Đó, xe của khách tôi á, giờ mới làm xong luôn rồi, ông già la quá nên bán. Thì giờ anh em này muốn mua về để tự dọn luôn thì mình có cho giá tự dọn ok. Thì hai anh trai thấy hợp lý quá, mua luôn. Đó, anh em thấy xe chưa dọn mà đã đẹp cỡ này rồi. Máy new mới làm luôn thì hai em trai mình bao kiểm tra máy luôn. Hai em trai này thấy thích quá rồi, rất đẹp luôn nha.